Linh cảnh hành giả chương 3132, khinh bỉ 2. Trương Nguyên Thanh chưa giải thích, thản nhiên nói. Tôi tự có thủ đoạn sống lại, tinh thần chi chủ cũng bị tôi lừa gạt được, huống chi phong lôi song thần các người. Tôi bây giờ cho các người hai lựa chọn, một là để tôi tới giải thoát các người, tiêu trừ tai họa ngầm cho thủ tự, cho nhân loại. Hai là tạm thời áp chế sự điên cuồng của các người, về sau, liền xem vận mệnh của các người, là một bên chủ động hy sinh, thành toàn một người khác, hay là dung hợp lẫn nhau, trở thành mới linh hồn hoàn toàn. Phong lôi song thần chưa làm ra lựa chọn, mà là quan sát thành nhỏ hóa thành phế tích phía dưới, ngẩn người một lát, giọng điệu phức tạp hỏi. Tôi điên cùng bao lâu rồi? Ý thức hỗn loạn cùng ngủ say qua một đoạn thời gian, dẫn đến cô đã mất đi khái niệm thời gian, không biết nay là năm nào. Hai tháng. Trương Nguyên Thanh nói. Hai tháng. Phong lôi song thần có chút bất ngờ, chỉ hai tháng, nguyên thủy thiên tôn từ một thánh giả trở thành thái dương chi chủ, cái này hiển nhiên vượt qua dự liệu của bọn họ. trương nguyên thanh chậm rãi nói, trong lúc các người mê mang, phó bản thái dương đã mở ra, thái âm chi chủ linh thác ngã xuống, tinh thần chi chủ phản bội thủ tự, thu được thái âm bổn nguyên, tôi cùng hắn còn có một trận chiến. hắn nói tóm tắt giản lược kể trận chiến tranh đoạt thái dương cùng tình thế trước mắt. phong lôi song thần đánh giá hắn một lát, nói mặc kệ là tôi hay là boreac đều có ham muốn quyền lực rất mạnh từ bỏ vị cách một thế kỷ khổ tu là không thể nào cậu mặc dù trở thành thái dương chi chủ nhưng chưa chắc là đối thủ của chúng tôi nhưng lý trí nói cho tôi biết chúng tôi nên từ bỏ chúng tôi mang đến tai nạn quá lớn cho nhân loại cùng thủ tự chúng tôi cảm giác rất có lỗi cô suy tư mấy giây nói tôi lựa chọn loại thứ hai tôi muốn thu hoạch được lý trí ngắn ngủi thẳng đến khi nhật nguyệt tin quy vị khi đó, mặc kệ kết cục thế nào, tôi đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, đa tạ. Ý tứ của Phong Lôi Song Thần rất rõ ràng, muốn giúp thủ tự đối kháng tà ác, muốn ở trong trận chiến tranh đoạt sau cùng tận một phần sức. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút, thanh âm uy nghiêm hùng vĩ. Sự điên cuồng của các người là hai ý chí đối kháng dẫn đến, đây là điều Thái Dương cũng không cách nào giải quyết, bởi vì bản chất vấn đề không phải ô nhiễm tôi sẽ để lại dấu ấn mặt trời chói chang ở thức hải các người cân bằng hai phần ý chí trả giá là các người sẽ ở mọi lúc tiếp nhận nhật chi thần lực thiêu đốt bị thương chịu thống khổ mọi lúc nếu như đến cuối cùng các người vẫn không muốn nhượng bộ không chịu thành toàn một bên khác vậy tôi sẽ lợi dụng thái âm bổn nguyên giúp đỡ các người dung hợp đây là biện pháp giải quyết duy nhất tôi có thể nghĩ ra tình huống của phong lôi song thần rất đặc thù nếu như chỉ là đơn thuần hai linh hồn chung sống một thân Trương Nguyên Thanh bây giờ có thể tháo rời ra. Vấn đề của Phong Lôi Song Thần là quyền hành tương dung. Mà ý chí của mỗi người là chặt chẽ không thể tách rời với quyền hành bản thân. Bởi vậy, chỉ có thể là linh hồn dung hợp, hoặc một bên chủ động chết đi, thành toàn một bên khác. Sau khi linh hồn dung hợp, trí nhớ của các người dùng chung lẫn nhau, tính cách dung hợp lẫn nhau, không có phân chia chính phụ, nhưng trong ngắn hạn, tính tình sẽ trở nên rất cổ quái cần thích ứng cùng rèn luyện thời gian dài. Trương Nguyên Thanh nói, phong lôi song thần trầm mặt mấy giây, đây là kết cục tốt nhất. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, sải bước đến trước mặt bô rê ác trần truồng, ngón trỏ điểm ở mi tâm của cô. Đầu ngón tay sáng lên hào quang vàng ống, ở cái trán trơn bóng vẽ ra một phần mặt trời chói chang màu vàng. Ánh mắt phong lôi song thần lóe lên một sự thống khổ, sau đó đè xuống, đưa tay bắt lấy một làn gió, huyển hóa thành áo khoác màu xanh khoác lên người, che lại thân thể mềm mại thước tha cao gầy. Tôi nên trở về thiên phạt rồi. Cô khẽ gật đầu, hóa thân điện quang lao về phương xa. Bình trực cư xá. Căn hộ 402, trong phòng khách. Thuần Dương trưởng giáo khôi phục ký ức, trong lòng nhất lên sóng to gió lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn tên Trương Nguyên Thanh, Trương Nguyên Thanh ở 4 năm trước cùng lôi nhất binh đồng thời mất tích, mà căn cứ lúc trước hắn điều tra, lôi nhất binh là linh cảnh hành giả quan phương mang việc hắn mất tích định nghĩa là chết bởi phó bản linh cảnh cũng chính là nói lôi nhất binh là ở bốn năm trước trong vụ mất tích đó thu được thẻ nhân vật tiến vào linh cảnh người nhà coi là mất tích cho nên báo động nhưng lôi nhất binh vượt qua phó bản thí luyện trở về hiện thực thế là án mất tích hủy bỏ bốn năm sau hắn chết ở phó bản người nhà lần nữa báo cảnh sát mặc dù không biết vì sao mẹ của lôi nhất binh sẽ bị thôi miên nhưng kết hợp tin tức bây giờ đến xem, Nguyên Thủy Thiên Tôn 4 năm trước cũng giống như lôi nhất binh, trở thành linh cảnh hành giả. Nhưng, cái này tồn tại mâu thuẫn với hiện thực. Nguyên Thủy Thiên Tôn là tháng tư năm ngoái trở thành linh cảnh hành giả. Cổ quái, phi thường cổ quái. Thuần Dương trưởng giáo nheo mắt. Thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn có vấn đề, hắn rõ ràng 4 năm trước đã trở thành linh cảnh hành giả. Lấy thiên phú của hắn, trong 4 năm làm sao có thể không tiến tâm gì chỉ cần ra ra tin tức thế giới hiện thực của Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền sẽ tiến vào tuần hoàn có lẽ, đây chính là bí mật Nguyên Thủy Thiên Tôn biến mất, 4 năm. Thuần Dương trưởng giáo một lần nữa tiến vào mộng cảnh của dì Chu, từ trong giấc mộng của bà Thu được bối cảnh gia đình, cùng địa chỉ bây giờ của Trương Nguyên Thanh. Sau đó, hắn thoát ly mộng cảnh, hóa thành ánh sao rời khỏi căn hộ 402. Thuần Dương trưởng giáo dự định án binh bất động, tìm cao tầng ám dạ mân côi bàn bạc nguyên thủy thiên tôn có thể tồn tại bí mật lớn hơn nữa ở trước khi làm rõ tình huống hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ càng không dám giết chết người phụ nữ trung niên này người phụ nữ này nếu như chết rồi tất nhiên kinh động nguyên thủy thiên tôn tiểu tử kia liền có thể ở trong dòng sông vận mệnh nhìn thấy hành vi của hắn từ đó khóa chặt hắn làm bộ tất cả chưa xảy ra là phương án xử lý ổn thỏa nhất mặt trời chiều ngã về phía tây bại hoại gia tộc nhập mật mã mở ra cửa chống trộm, trông thấy Trần Thục cùng mẹ ở cạnh bàn ăn làm sủi cảo. Em gai cùng mẹ đều mặc lấy áo ngắn tay mát mẻ, cùng quần bông loại mỏng, cha cao tuổi càng đổi thành áo ba lỗ màu trắng người già rất thích. Điều hòa không khí phòng khách thổi gió lạnh, vù vù. a à, em gái của anh, em rốt cuộc ở trong trăm công ngàn việc bỏ ra chút thời gian, về thăm một chút cha mẹ cùng anh trai nghèo khó của em. Cậu hất vạt áo vết màu đỏ rượu lên, tiến vào phòng khách. Trần Thục nhìn hắn một cái, đưa ánh mắt về phía phòng ngủ, nói: "Nguyên tử về rồi, ở trong phòng, nói chờ anh trở về, lập tức đi gặp nó." Bà ngoại phàn nàng nói: "Tết còn chưa qua đâu, làm sao lại nóng thành thế này rồi? Đều là không bảo vệ môi trường đưa tới, mỗi năm xả khí thải vượt chỉ tiêu, tạo thành toàn cầu ấm lên, mẹ thấy a, à, nhân loại cách diệt vong không xa nữa." "Mẹ, bớt xem mạng đi, toàn cầu ấm lên cũng không ấm thành thế này." Trong lòng Trần Thục mơ hồ đoán được đại khái, khi con trai trở về, cô còn chưa nghĩ quá nhiều. Thẳng đến khi nó nói, "Sau khi cậu trở về, bảo vào phòng con." Trần Thục liền hiểu, trận chiến tranh đoạt Thái Dương chi chủ đã kết thúc. Kết hợp với giọng điệu nói chuyện, thần thái của nguyên tử, cô ý thức được, con trai mình sinh ra nuôi nấng 22 năm, rốt cuộc đã bước ra một bước kia. Nhưng nguyên tử chưa nói, cô cũng không dám hỏi loại uy áp đến từ linh hồn kia là huyết mạch áp chế cũng không cách nào giải quyết lúc này trong phòng ngủ truyền đến tiếng của trương nguyên thanh mẹ mẹ với cậu cùng nhau đi vào trần thục theo bản năng lựa chọn tuân theo lau sạch sẽ bột mì trên tay nhìn về phía anh trai cậu nhúng nhúng vai dẫn đầu vặn tay nắm cửa tiến vào phòng ngủ trong phòng ngủ cũng không tính là lớn nhưng rất sạch sẽ hai anh em trông thấy trương nguyên thanh tóc như vàng màu da vàng sạm, đứng bên cửa sổ, đưa lưng về phía cửa phòng. Trương Nguyên Thanh không quay đầu lại, chậm rãi nói. Con từng hâm mộ ma quân, chế giễu ma quân, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, con lại biến thành tên ma quân bị mình khinh bỉ kia. Trần Thục thở dài, nói khẽ. Cái này cũng không trách con, con từng giải dụa, từng thống khổ, từng kháng cự, cuối cùng ở trong rất nhiều ảnh hưởng trái chiều, lựa chọn tình dục. Trong nhân tính có rất nhiều cái ác, sắc dục là nguy hại nhẹ nhất. Mẹ cũng vì thế thống khổ thời gian rất lâu, cậu của con nói, chén thánh sa ngã là đạo cụ loại quy tắc đặc thù, lực lượng thế gian có thể tịnh hóa nó, chỉ có Thái Dương bổn nguyên. Xích nhật hình quan của Thái Nhất Môn có thể áp chế chén thánh sa ngã ô nhiễm, nhưng chúng ta không cách nào khiến hắn giúp con. Cô đi về phía trước mấy bước, tự như muốn ôm con trai, nhưng lại không dám lên trước, ngồi xuống ở bên giường, nói tính cách của con chúng ta biết, quá khích, ghét ác như thù, nếu để con biết mình là ma quân, con không thể thừa nhận. Cho nên luôn giấu giếm con. Trương Nguyên Thanh từng một tiếng. Dì trẻ từng nói lời tương tự. Cậu kéo ra ghế công thái học ngồi xuống, hai chân nhếch lên. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, cháu nhất định trở thành ngôi sao mới chói mắt của thế giới linh cảnh, tiến vào tầm mắt của linh thác cùng tinh thần chi chủ, cháu nếu là biết chân tướng, chẳng khác nào bọn hắn biết. Trương Nguyên Thanh ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nói Cậu, cháu muốn nghe một chút năm đó sau khi cháu cùng anh binh mất tích, mọi người ứng đối như thế nào, đứng ở góc độ của mọi người hiểu rõ tường tình, bởi vì ở sau khi trở thành Thái Dương Chi Chủ, khôi phục ký ức, còn có mấy chuyện, cháu chưa làm rõ. Khi nói những lời này, hắn không quay đầu lại, cũng chưa rời đi bên cửa sổ. Không phải hắn kênh kiệu, mà là vừa tấn thăng bán thần, không cách nào kiềm chế vị cách cùng lực lượng của bản thân, sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh, cậu còn tốt, mẫu thân Trần Thục là người thường, trực diện khuôn mặt Thái Dương chi chủ, sẽ trở nên câu nệ cùng e ngại. Nhiệt độ trong nhà cao chính là linh lực tiết ra ngoài tạo thành, hắn là Thái Dương, tượng trưng cho ánh sáng, nhiệt lượng, uy nghiêm, trật tự cùng chính nghĩa, những tượng trưng này không cách nào kiềm chế cùng ẩn tàng. Cũng chính là nói, tương lai, chỉ cần là chỗ hắn ở thời gian dài, nhất định sẽ hình thành khu vực nhật chi thần lực sôi trào. Cậu trầm mặt tìm từ một lát, nói Cháu cùng lôi nhất bình từ Hàng Châu trở về Làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra Nói cho chúng ta biết chỉ là ham chơi Ý tưởng đột phát, chơi mất tích ba ngày Cậu cùng Ngọc Nhi giả bộ tin Đêm hôm đó, cô ấy liền thôi miên cháu Hỏi rõ chân tướng Lấy tính cách của Ngọc Nhi Khi đó đã muốn tìm phán quan mắt quỷ liều mạng Là cậu cản lại cô ấy Cậu bảo cô ấy một lần nữa thôi miên cháu Để cháu từ sâu trong lòng cho rằng mình đã không thích hợp ở lại trong nhà, thân phận nghề nghiệp thủ tự xa ngã, sẽ chọc đến quan phương truy tra, liên lụy người nhà. Nửa tháng sau, trước khi kỳ nghỉ kết thúc, cháu vội vàng để lại một phong thư, rời nhà trốn đi. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, cháu về sau cảm thấy kỳ quái, bằng vào tính cách của cháu, cho dù rời nhà trốn đi, cũng sẽ vụng trộm trở về thăm mọi người, nhưng mãi cho đến khi cậu thẳng thắng thân phận, cháu cũng chưa trở về nhà. Bởi vì như vậy sẽ khiến cháu nhìn thấy con rối này. Cậu thở dài. Sau khi cháu đi, Ngọc Nhi dùng DNA của cháu sáng tạo ra một thân thể, lại mượn lực lượng mảnh vỡ thái âm bổn nguyên, thu thập hồn phách trẻ con chết đi, bồi dưỡng ra một sợi hồn phách tinh khiết. Phân thân kia thay cháu học xong cấp 3, thay cháu thi đậu Tùng Hải, đương nhiên, thi đậu Tùng Hải là cậu cùng Ngọc Nhi ngầm thao tác, trên thực tế, phân thân kia vừa chất phát vừa khô khan, chỉ có thể miễn cưỡng câu thông với người ta. Cậu liền nói với giáo viên, bạn học cấp 3 của cháu, cháu ở kỳ nghỉ sốt cao, ảnh hưởng đầu óc, mọi người đều rất đồng tình cháu. Còn ông ngoại bà ngoại, biểu ca cùng mợ cháu, Ngọc Nhi đều thông qua thôi miên tiến hành ám thị. Đừng nói đầu óc cháu sốt bị hỏng, cháu cho dù thành người thực vật, bọn họ cũng sẽ không kỳ quái. Trương Nguyên Thanh yên lặng nghe, không khỏi nhớ tới con đường đại học mấy ngày có hạn của mình, bạn học Lý Lạc Sinh từng kinh ngạc nói, hắn không giống với bình thường lúc trước hơn nửa mấy bạn học còn nhiệt tình mời hắn tham gia tụ hội về sau bởi vì sự kiện u hướng vinh trường học giới nghiêm tụ hội mới không bệnh mà chết bây giờ nghĩ lại khi đó thái độ của các bạn học đã rất có vấn đề quá nhiệt tình giống như hắn là tân sinh mới vừa nhập học bạn bè vừa kết giao mà không phải bạn học ở chung được một học kỳ đương nhiên trong mắt bọn họ đúng là như vậy trước kia trương nguyên thanh chất phát khô khan là bé trong suốt tự dưng nói chuyện dễ nghe con người cũng có tinh thần hơn cậu tiếp tục nói sau khi cháu rời nhà trốn đi cậu luôn âm thầm chú ý cháu chờ cháu đến cảnh giới thánh giả tiếp xúc được khá nhiều bí ẩn nắm giữ tin tức linh cảnh hoàn thiện cậu lợi dụng thân phận người đầu tư thần bí tiếp xúc với cháu bắt đầu dạy dỗ đối với bản thân cháu về sau nữa cho cháu mảnh vỡ thái âm bổn nguyên thẳng thắn thân phận của cậu những cái này không cần cậu lắm lời lúc trước cậu từng giải thích với cháu, làm như vậy vì để phòng linh thác, trương nguyên thanh mất tích, người nhà, giáo viên, bạn học cùng đồng an ninh đều sẽ lưu lại ghi chép. Một khi để linh thác chạm tới người cùng chuyện liên quan, vậy chân tướng cháu là ma quân liền không che giấu được, dù có mảnh vỡ thái âm che chở, dù sao có nhiều thứ, dựa vào đầu óc liền có thể nghĩ rõ ràng, không cần thôi diễn. Nhưng nếu như Trương Nguyên Thanh trong hiện thực vẫn tồn tại, hoàn toàn như trước đây đến trường, sinh hoạt, đồn an ninh cũng không có hồ sơ tương quan, như vậy, mặc kệ là ở trên logic hay là ở trong dòng sông vận mệnh, đều không có vấn đề. Trương Nguyên Thanh kiên nhẫn nghe xong, sau đó hỏi. Phó bản ti mệnh cung, dưới đáy suối vãng sinh, những thể xác kia của cháu là mọi người làm ra. Cậu nói. Đó là sau khi cháu làm ma quân chết, Ngọc Nhi thay cháu tái tạo thể xác, con rối kia nghiêm khắc mà nói, là một công cụ hình người, cần Ngọc Nhi vận chuyển linh lực mọi lúc mới có thể duy trì sinh mệnh. Hắn có máu có thịt, nhưng không phải người thật sự, sáng tạo sinh mệnh không dễ dàng như trong tưởng tượng, ít nhất không phải ti mệnh cấp 7 có thể làm được. Muốn thu hoạch được thân thể thật sự, muốn được linh cảnh tán đồng, muốn dung nạp thể nhân vật, nhất định phải là một sinh mệnh thật sự. Ti mệnh cung suối vãng sinh, có thể sáng tạo ra sinh mệnh thật sự. Ai, nếu không phải kế hoạch nhất định phải tiến hành trong bóng tối, không có khả năng bị người ngoài biết thật ra cầu lão tổ tạ gia hỗ trợ là đơn giản nhất thuận tiện nhất cảm khái xong cậu nói tiếp thế là cậu mang theo con rối kia mang theo dna của cháu để con rối chui vào đáy suối thu thập nước bùn tạo ra thân thể bây giờ của cháu những thân thể kia ở đáy suối là con rối không phải là cháu sau khi tái tạo xong thân thể ngọc nhi dùng linh hồn của mình làm chỉ khâu lại linh hồn trong cơ thể cháu cùng con rối cho nên cháu sau khi sống lại có được ký ức cấp 3 cùng đại học. Trương Nguyên Thanh đang nghe truyện trên TV audio CV gật gật đầu, nhưng trên bản chất, cháu cùng bộ phận linh hồn kia là hai người, cho nên lúc ban đầu tổng kiểm tra sức khỏe, dụng cụ quét hình cháu quét ra trục trặc. Hắn biết rõ nhớ kỹ, dụng cụ lúc đó phản hồi là, tiếp tiếp bắt đầu chẩn bệnh. Chứng bệnh là, liên tục trục trặc nhiều lần. Món dụng cụ kia lúc kiểm tra sức khỏe là nghề nghiệp nhạc sĩ. Sau khi liên tiếp trục trặc, dụng cụ cho ra kết quả chẩn bệnh là tiếp tiếp xin đừng cùng lúc xin mời không cùng lúc hai người tiếp nhận quét hình về sau nữa theo hắn dần dần thăng cấp linh hồn càng ngày càng mạnh bộ phận linh hồn tinh khiết kia của con rối đã bị hắn thân là thần dạ du hoàn toàn dung hợp tựa như thi triển vệ linh hấp thu oán linh trở thành chất dinh dưỡng cho linh hồn hắn trừ dụng cụ kiểm tra mẫu thần tử cung lúc hồi sinh hắn hai lần tạm ngừng thật ra cũng đang biểu thị vấn đề của hắn Lần thứ nhất tạm ngừng là không cách nào hồi sinh, lần thứ hai tạm ngừng là không cách nào đánh thức linh hồn. Mẫu thần tử cung đạo cụ loại quy tắc này, phục sinh chính là linh hồn hoàn chỉnh, nhưng bảo lưu linh hồn lấy ký ức ma quân ngủ say ở trong Thái Dương Bổn Nguyên. Cho nên không cách nào phục sinh, không cách nào đánh thức. Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ, nói: "Cậu, suối vãng sinh bên kia xảy ra chút tình huống, tháng 10 năm ngoái, Tạ Tô tiến vào phó bản Ti Mệnh Cung ở dưới đáy suối nước gặp được thi thể của cháu, nhưng hắn bởi vậy tiến vào tuần hoàng, từng lần một trải qua phát hiện được thi thể của cháu, lại quên tuần hoàng. Về sau, hắn ghi lại tin tức ở trên vải, mang ra khỏi phó bản, giao cho lão tổ tạ gia, khi đó cháu cũng ở tại chỗ, cháu cùng lão tổ tạ gia, tạ tô. Đồng thời lâm vào tuần hoàng. Trần Thục nghe mà trợn mắt hốc mồm, ngay cả cậu thân là bán thần cũng có chút tê cả da đầu, theo bản năng thẳng lưng. Trương Nguyên Thanh không quay đầu lại, nói. Tâm tình của cậu nói cho cháu biết, cậu cũng không biết những chuyện này. Cho nên, thi thể đáy suối vãng sinh là mọi người làm ra, nhưng lực lượng tuần hoàn này không quan hệ với mọi người. Bại hoại gia tộc thở dài nói. Có loại cảm giác kinh dị bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp phía sau. Nguồn lực lượng kia là đang giúp chúng ta che giấu vết tích, vết tích liên quan tới thân phận của cháu, nói từ trên kết quả, đây là quân đồng minh, nhưng không rõ mục đích thật sự của đối phương. Cậu trầm ngâm mấy giây, nhìn về phía bóng lưng cháu trai. Ngay cả bán thần cũng tiến vào tuần hoàn, cấp độ của nguồn lực lượng kia có thể nghĩ mà biết, thật ra cháu không nên hỏi cậu, mà là hỏi chính cháu. Cháu ở giai đoạn ma quân, hẳn là từng có kỳ ngộ, năm ngoái trong cuộc chiến kia, cháu không hợp với lẽ thường gọi đến mảnh vỡ Thái Dương bổn nguyên. Tinh thần chi chủ từng chất vấn cậu, nhưng cậu cũng không nhớ tình báo tương quan. Trương Nguyên Thanh im lặng một lát, lắc đầu nói, trong trí nhớ cháu thu hoạch lại, không có tin tức tương quan. Vậy cháu có thể thử hỏi Loa Miêu Vương một phen. Cậu nói, cháu có thói quen dùng Loa Miêu Vương viết nhật ký. Nghe vậy, Trương Nguyên Thanh mở bàn tay, lòng bàn tay bỗng dưng xuất hiện cái loa màu đen, tinh xảo đẹp đẽ. Trương Nguyên Thanh nghiêng nó một cái, mày biết tao muốn nghe cái gì. Loa Miêu Vương trầm mặt mấy giây, trong loa truyền đến tiếng xẹt xẹt sau đó là tiếng thể xác va chạm thanh thúy cùng nữ nhân như khóc như kể rên rỉ cùng kêu khóc a à, ma quân đại nhân ngài không có khả năng đối đãi betty thô bạo như vậy ngài không có khả năng sau đó là ma quân giọng khàn khàn chế dẻo mấy tháng không gặp trở nên không chịu được quất ngựa như thế trong phòng hoàn toàn yên tĩnh không khí tựa như động lại trương nguyên thanh yên lặng thu hồi loa miêu vương trong một mảnh yên tĩnh bại hoại gia tộc cười khang nói cái loa này nát rất lắm trò, trước đó ở trong phó bản, nó cũng không dám đánh một cái trắm nào. Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm vâng một tiếng. Đệt đệt đệt. Mình con mẹ nó muốn đập món đồ chơi nát này thành tro bụi. Trương Nguyên Thanh hận không thể dùng bàn chân móc xuyên sàn nhà, đây là sự xấu hổ Thái Dương bổn nguyên cũng không tịnh hóa được. Kỳ thật, ở sau khi khôi phục ký ức, hắn liền có chút kháng cự loa Miêu Vương đạo cụ này, audio trước kia say sưa nghe thì ra tất cả đều là chính hắn mình chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày có thể ở địa khu phim nội địa nhìn thấy chính mình tâm tình trương nguyên thanh không khác biệt lắm chính là như vậy sau sự xấu hổ ngắn ngủi thái dương chi chủ khéo léo nói sang chuyện khác chuyện thứ hai thái dương bổn nguyên có khuyết cháu không phải thái dương chi chủ hoàn chỉnh muốn chiến thắng tinh thần chi chủ nhất định phải tìm được mảnh vỡ kia cháu đã từng thấy mảnh vỡ thái dương kia ngay tại trong vụ án truy nã hắc vô thường, nó bị một người thần bí cướp đi. Cháu từng cho rằng đó là tàn niệm ma quân biến thành, nhưng hiển nhiên, không phải cháu. Cháu hợp lý hoài nghi, có phe thứ ba trong bóng tối tham dự tranh đoạt Thái Dương chi chủ. Vẻ mặt của cậu trở nên ngưng trọng không gì sánh được, cháu từng thôi diễn vị trí mảnh vỡ Thái Dương chưa? Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu. Không ở quá khứ, không trong tương lai, đã ở quá khứ, cũng trong tương lai không ở quá khứ, không trong tương lai. Cậu lặp đi lặp lại nhấm nuốt câu nói này, mặt ủ mày trao. Lúc này, điện thoại di động Trương Nguyên Thanh đặt ở bàn sách vang lên, người gọi tới là Tạ Tô. Hắn vẫy vẫy tay, triệu điện thoại tới, ấn nút nghe. Nguyên Thủy, chú nhớ ra rồi, chú nhớ ra đồ vật dưới đáy vãng sinh tuyển của ti mệnh cung rồi. Dừng một chút, Tạ Tô dùng một loại giọng điệu kinh dị nói ra. Nơi đó tất cả đều là phân thân của cháu. Tạ Ba Ba còn không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đã trở thành Thái Dương chi chủ. Trương Nguyên Thanh ngẩn người, chú cũng nhớ ra rồi. Vẻ mặt hắn bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, vốn cho rằng chính mình thoát khỏi tuần hoàn khôi phục ký ức là bởi vì tấn thăng Thái Dương chi chủ, bất cứ lực lượng nào cũng không thể ảnh hưởng hắn nữa. Bây giờ xem ra, hắn đã đoán sai. Lão tổ tông nơi đó nói thế nào? Trương Nguyên Thanh ý đồ từ chỗ lão tổ Tạ gia đạt được phản hồi. Tạ Tô nghe vậy, giọng điệu lập tức ngưng trọng nói lão tổ tông mấy ngày trước sau khi vào phó bản thái dương liền không có tin tức nữa chú cũng đang chờ đợi lão tổ tông trở về chờ tin thủ tự chiến thắng mấy giờ trước hiện thực xuất hiện một phần mặt trời màu vàng tổng bộ ngũ hành minh phán đoán thái dương chi chủ có thể đã sinh ra nhưng bán thần trận doanh thủ tự còn chưa trở về cũng không có tin tức trong giọng nói lộ ra sự sầu lo may mắn là qua mấy giờ tổng bộ ngũ hành minh vẫn chưa gặp tập kích. Nói rõ chiến đấu trong phó bản Thái Dương cũng chưa kết thúc. Bây giờ, linh cảnh thế gia, Thái Nhất Môn, ngũ hành minh đều đang chăm chú tình huống mới nhất của Thái Dương Chi Chủ. Trương Nguyên Thanh nói, trận chiến tranh đoạt Thái Dương bổn nguyên đã kết thúc, Thái Dương Chi Chủ quả thật đã sinh ra, lão tổ tông hẳn là trở về nhà tổ rồi, chú đi nhìn một phen xem. Nói xong, hắn cúp điện thoại. Khoảng 10 phút đồng hồ sau, Tạ Tô gọi điện lại, Trương Nguyên Thanh bắt máy, trong loa truyền tới thanh âm kinh sợ của Tạ Tô. Tạ gia Tạ Tô, bái kiến Thái Dương chi chủ. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh hơi nhếch lên, trong lòng tự nhủ chú không phải muốn cháu làm con rể Tạ gia sao, nào có cha vợ bái con rể. Lão tổ tông nói thế nào? Mặc kệ diễn biến tâm lý phong phú bao nhiêu, giọng điệu Trương Nguyên Thanh vẫn uy nghiêm như cũ. Giọng điệu Tạ Tô phi thường cung kính, lão tổ tông cũng nhớ ra rồi ông ấy nói là ở trong nháy mắt ngài tấn thăng thái dương chi chủ ở trong nháy mắt mình tấn thăng thái dương chi chủ trương nguyên thanh nhấm nuốt câu nói này hồi lâu sau mới nói cháu biết rồi hắn kết thúc cuộc nói chuyện vẫn đưa lưng về phía mẹ cùng cậu nói chúng ta tiếp theo trọng tâm là tìm kiếm mảnh vỡ thái dương bổn nguyên cùng giám thị hành tung của bán thần tà ác tinh thần chi chủ biết con không phải thái dương chi chủ hoàn chỉnh lấy thói quen bố cục ra quân cờ càng nhiều càng tốt của hắn nhất định sẽ tham dự vào trong tranh đoạt thái dương bổn nguyên quấy nhiễu con trở thành thái dương chi chủ thật sự có đôi khi chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm kẻ địch là được cậu vỗ tay thành tiếng đây cũng là ý nghĩ của cậu trương nguyên thanh hơi nghiêng đầu ánh mắt nhìn về phía mẫu thân mẫu thần tử cung ở trên thân tu la hoặc tinh thần chi chủ cha còn tạm thời không cách nào hồi sinh nhưng sẽ không quá xa Trần Thục từng một tiếng. Nâng đỡ con trai trở thành Thái Dương Chi Chủ là một bước quan trọng để cô hồi sinh người chồng đã mất, bây giờ đã đi 99 bước, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Trong lòng của cô khó tránh khỏi khẩn trương, tâm thần bất định, nhưng làm nữ cường nhân từng trải đời người, lịch duyệt xã hội đều vô cùng phong phú, chút kiên trì này vẫn là có. Trương Nguyên Thanh không nói thêm nữa, hóa thành một vệt hào quang vàng ống lao ra khỏi thế giới hiện thực, đi tới phó bản tòa thành cơ quan mặt tông hắn khoác pháp bào âm dương đội bạch đế quan cùng đeo đai ngọc thanh đế hai chân xỏ dày hậu thổ sau đó lực lượng ngũ hành sôi trào diễn hóa hỗn độn hỗn độn trải rộng ra như thủy triều hắn muốn một lần nữa triệu hoán hạo thiêu thượng đế dò hỏi tình huống một chút loa miêu vương không dám nói khẳng định là có nguyên nhân hạo thiên thượng đế làm thần linh của trận doanh thủ tự hắn chỉ có thể lựa chọn giúp đỡ mình vị thái dương chi chủ này tình thế tiến triển đến bây giờ rất nhiều thứ có thể trực tiếp hỏi, trực tiếp bàn luận, không cần đi điều tra giải mã. Trong hỗn độn không có âm thanh, không có khái niệm thời gian, Trương Nguyên Thanh không dám chờ đợi quá lâu, sau 100 lần nhịp tim, bất đắc dĩ giải trừ hiệu quả của bộ trang bị tế trời. Hạo Thiên Thượng Đế chưa trả lời hắn. Hỗn độn rút lui như thủy triều, lui về trong bộ trang bị tế trời. Trương Nguyên Thanh đứng ở chân núi tòa thành cơ quan mặt tông, trầm ngâm mấy giây, sải bước, đi vào thế giới linh cảnh tựa như ngân hà hắn ngẩng đầu lên đôi mắt toát ra hai đạo hào quang vàng ống lần này hắn chưa nhìn thấy những tà thần kia chiếm cứ ở trên linh cảnh linh cảnh tựa như mở ra cơ chế phòng ngự ngăn cách vũ trụ bên ngoài không cách nào nhìn trộm bên trong bên trong cũng không nhìn thấy cảnh trong vũ trụ kết hợp hạo thiên thượng đế chưa trả lời triệu hoáng trương nguyên thanh suy đoán chiến tranh giữa các thần linh đã sớm mở ra hạo thiên thượng đế đang tranh đoạt quyền khống chế linh cảnh với tà thần ai tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính mình rồi trương nguyên thanh hạ ánh mắt xuống chùm tia sáng vàng ống chiếu xuyên thế giới linh cảnh hắn tìm được phó bản kia tinh thần chi chủ ẩn nấp thái âm bí ẩn khắc chế tinh thần thôi diễn mà thái dương vừa vặn khắc chế thái âm bí ẩn nhưng trương nguyên thanh không có ý định tiến vào phó bản đơn đấu tinh thần chi chủ lấy vị cách của hắn trước mắt không có lòng tin chiến thắng kẻ địch có được thái âm, tinh thần bổn nguyên. Chỉ có gom góp thái dương bổn nguyên, tăng lên vị cách, trở thành thái dương biểu tượng vũ trụ trật tự thật sự, hắn mới có thể áp chế tinh thần chi chủ. Trương Nguyên Thanh chuyển động ánh mắt, ánh mắt xuyên thấu thế giới linh cảnh, tìm kiếm ở trong hiện thực. Rất nhanh, hắn thấy được Tu La, nhưng chưa phát hiện tung tích bán thần khác của trận doanh tà ác. Bọn họ hẳn là nấp trong phó bản ban phái. Muốn ở trong tinh hải mênh mông tìm được tung tích của bọn họ, cần tốn không ít thời gian. Tây Bắc, binh chủ giáo. Tu La ngồi khoanh chân ở trên thánh sơn hoang vu, chân núi là nhà cửa thấp bé kéo dài, tổng bộ binh chủ giáo mọi khi ồn ào tiếng người, bây giờ chỉ còn hoang vu cùng điều hiu. Sau khi phó bản Thái Dương mở ra, vì phòng ngừa tổ chức quan phương trả thù, quỷ đao cùng diệt tuyệt thiên vương dẫn dắt ban chúng binh chủ giáo, rời khỏi sa mạc Tây Bắc, ẩn vào đô thị. Bọn họ còn chưa biết trận chiến tranh đoạt Thái Dương bổn nguyên đã kết thúc, Tu La cùng Thiên Vương sợ hãi cũng không có ý triệu hoán ban chúng. Sau đây còn có một trận quyết chiến càng thêm kinh tâm động phách, sống qua cuộc chiến đó, mới là thời điểm trận doanh tà ác ca hát nhảy múa, không chịu đựng qua được, thì tan thành tro bụi, cũng không cần thiết trở về nữa. Thiên Vương sợ hãi đứng bên cạnh Tu La, sợ bông tai, nhìn ánh nắng chiều đỏ rực đẹp để nơi chân trời xa xa, cảm khái nói. Ma quân tự do rồi. Hắn rốt cuộc tự do rồi. Hắn sau đó thở dài một tiếng, ma ta còn chưa có tự do. Tu La đặt ngang trên đầu gối một quyển trục bằng da cổ xưa phai màu, cũng nhìn về phương xa, trầm giọng nói, ngươi cũng muốn đầu hàng địch giống với ma nhãn, trợ giúp ma quân của ngươi. Thiên Vương sợ hãi lắc đầu. Ta lúc đầu giúp ma quân là bởi vì hắn không tự do, hắn gánh vác công xiền nặng nề trên thân thể, có một linh hồn hướng tới tự do, thoát khỏi khốn cảnh ta có lý do gì không giúp hắn chứ? Bây giờ, hắn tự do rồi, ta lại có lý do gì giúp hắn? Linh hồn tự do, mặc kệ sống hay chết, đều là tự do. Tu la trầm mặt mấy giây, nói, chẳng hiểu gì cả. Thiên vương sợ hãi nhìn quyển trục bằng da trên đầu gối hắn một lần, nói, phần thắng của chúng ta là bao nhiêu? Tinh thần chi chủ muốn tìm kiếm tung tích mảnh vỡ Thái Dương bổn nguyên, chỉ cần tìm được nó, hoặc cam đoan nguyên thủy thiên tôn không đạt được, đại cục liền đã định. Trái lại, Thái Dương chi chủ hoàn chỉnh, có thể áp chế tinh thần cùng Thái Âm. Tu La vuốt ve quyển trục bằng da, nói. Ta không rõ ma quân có biết tung tích mảnh vỡ Thái Dương bổn nguyên hay không, nhưng tinh thần đã đoán được nó. Luận thôi diễn, mười nguyên thủy thiên tôn cũng không bằng tinh thần chi chủ. Thiên vương sợ hãi khẽ gật đầu, cho nên, tranh là tốc độ. Vừa dứt lời, hắn nhìn thấy Tu La nhắm mắt, mà quyển trục bằng da trên đầu gối gã tản mát ra ánh sao nhu hòa tinh khiết. Trong mộng cảnh tối tăm mờ mịt, Tu La trông thấy một bóng người ánh sao ngưng tụ, như nói mê tái diễn. Thuần dương trưởng giáo, thuần dương trưởng giáo. Mộng cảnh sau đó tan vỡ. Tu La mở mắt ra, đứng lên, nhìn về phía thiên vương sợ hãi bên cạnh, nói. Tinh thần chi chủ cho ra gợi ý, tìm kiếm thuần dương trưởng giáo, chỗ của gã có manh mối mảnh vỡ thái dương bổn nguyên tòa thành cơ quan Mạch Tông. Trương Nguyên Thanh trở về phó bản bang phái, lâm vào trầm ngâm. Hắn bây giờ trọng điểm là tìm được manh mối mảnh vỡ Thái Dương Bổn Nguyên, cùng ngăn cản tinh thần chi chủ tìm được mảnh vỡ Thái Dương Bổn Nguyên. Mảnh vỡ Thái Dương Bổn Nguyên, hắn xác nhận là bị người thần bí cầm đi. Nhưng người thần bí này không phải hắn, bởi vậy mới sẽ hoài nghi có thế lực thứ ba tham dự, nhưng sự kiện tuần hoàng dưới đáy suối vãng sinh của ti mệnh cung khiến trong lòng Trương Nguyên Thanh sinh ra một suy đoán lớn mật. Suy đoán này còn chờ nghiệm chứng. Hắn mở ra hồng đồ, lấy ra mũ đỏ nhỏ, vũ ngân giao quận chúa rơi ra, cùng loa miêu vương cô đeo túi bên hông. Ngang giao quận chúa vừa mới rơi xuống đất, thân thể liền vang lên, xèo xèo, toát ra từng làn khói đen. Cô khổ sở lăn lộn trên mặt đất, trong loa nhỏ truyền tới tiếng kêu thảm. Đi ra đi ra, đừng cầm mặt trời nướng tôi. Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm lấy ra bạn sinh Linh Nguyệt ném qua, đeo nó. Ngân giao quận chúa da thịt tái nhật xuất hiện vết bỏng diện tích lớn, trung rẫy tiếp được bạn sinh Linh Nguyệt, dán lên trán. Hoa văn dạng dây leo màu đen dày đặt bao trùng nửa khuôn mặt, âm khí nồng đậm hình thành lớp áo ngoài, che lại thân thể nõn nà trắng bệt. Ngân giao quận chúa lúc này mới miễn cưỡng có thể đứng lên trước mặt Thái Dương Chi Chủ, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt Thái Dương Chi Chủ, trong loa nhỏ truyền đến tiếng nói mừng rỡ cậu thành công rồi cậu thành thái dương chi chủ rồi bản quận chúa rốt cuộc xoay người rồi từ giờ có thể đi ngang trong linh cảnh từng sư tôn nếu như biết cậu đâm sau lưng bà ấy không biết tâm tình thế nào nhưng không sao lão mỏ nếu dám có lời oán hận sư tỷ chống lưng cho cậu sư tỷ là thiên lôi cậu sai đâu đánh đó mặc dù âm thi không làm ra được vẻ mặt nhưng vui sướng cùng kích động trong lòng ngân giao quận chúa cũng sắp tràn ra rồi nguyên thủy thiên tôn trở thành thái dương chi chủ ý nghĩa thời đại của cô cũng sắp mở ra rồi làm tùy tùng ban đầu đã đi theo thái dương chi chủ nguyên lão liều mạng trung thành cô có thể dựa vào công lao cùng khổ lao mà gà chó lên trời trở thành âm vật mạnh nhất thế giới linh cảnh ngay trong tầm tay nếu cô biết tôi chính là ma quân cô ghét nhất sẽ không cười vui vẻ như vậy trương nguyên thanh nói thầm trong lòng vẻ mặt lại duy trì uy nghiêm không phải hắn cố ý muốn duy trì hình tượng mà là sau khi trở thành thái dương chi chủ tâm tình của hắn đã rất khó nổi lên gợn sóng còn muốn hắn cúi đầu vái ngay là không có khả năng mỗi một người địa vị cao đều sẽ chịu nghề nghiệp bản thân ảnh hưởng tính cách hướng về phía đạo diễn hóa trương nguyên thanh không có vẻ mặt gì nói tôi là thái dương chi chủ không trọn vẹn còn có một mảnh vỡ bổn nguyên chưa tìm được hắn mang thế cục trước mắt nói đơn giản cho ngân giao quận chúa sự vui sướng của ngân giao quận chúa nháy mắt giảm đi phân nửa. Quên nói cho cô, tôi đã tìm về ký ức, ma quân đã chết chính là tôi. Ngân giao quận chúa ngây ra như phỏng. Qua hồi lâu, tay cô run rẩy, sờ về phía loa miêu vương sau lưng. Loa miêu vương vang lên xẹt xẹt, trong loa phát ra giọng đàn ông tan thương. Trung quy là nhận giặc làm cha. Ngân giao quận chúa thuận thế ngã lăn xuống đất, làm ra tư thái nữ tử đau lòng muốn chết. Trương Nguyên Thanh yên lặng nhìn, khó tránh khỏi nghĩ tới những người tình trải rộng bốn biển kia của mình, cùng bạn gái, người tình bây giờ. Bỗng cảm giác to đầu. Quan nhã nếu biết bạn trai của mình chính là Ma quân Tiếng Tâm thối nát, không biết sẽ rút kiếm tự sát hay không. Tiểu Viên khẳng định cũng sẽ có ý kiến cùng quán niệm. Mặc dù hắn hôm nay, ba vợ bốn nàng hầu cũng là điều bình thường, có nam bán thần nào chưa từng mở hậu cung. Trừ bại hoại gia tộc làm yêu đương thuần khiết hiếm thấy. Mình trước đây ngủ với những cô gái kia, phần lớn đều là nhân duyên sương sớm, thời điểm tà niệm sâu nặng, coi các cô là chiến hữu pháo binh doanh, bây giờ tịnh hóa ô nhiễm, đầu óc rõ ràng, Trương Nguyên Thanh khẳng định là có thể tránh sẽ tránh. Nhưng có mấy cô gái hắn thế nào cũng không tránh được, ví dụ âm cơ, ví dụ đằng nhi, ví dụ Chris, ví dụ oan, mà mạng lưới quan hệ của những cô gái này, cũng có mấy người đàn ông là hắn không tránh được. Đạo sư nếu biết, Học sinh yêu quý là Ma Quân từng ngủ với em gái và dì trẻ của gã, nhất định sẽ quyết một trận sinh tử với hắn. Mạng lưới quan hệ sập hết. Trương Nguyên Thanh yên lặng thở dài. Suy nghĩ chuyển động, hắn hút Loa Miêu Vương tới, trầm giọng nói: "Mày vừa rồi không nói, tao coi như mày không muốn thổ lộ tình báo trong hiện thực, bây giờ có thể nói cho tao biết, tao có để lại một ít tình báo quan trọng ở chỗ mày hay không?" Loa Miêu Vương trầm mặt mấy giây, phát ra thanh âm dòng điện xẹt xẹt sau đó là giọng khàn khàn của một người đàn ông cậu cậu nghe cháu nói chúng ta có thể thiết kế săn giết linh thác bởi vì có một tồn tại vô thượng sẽ giúp cháu tồn tại vô thượng kia có được đặc tính không thể biết chỉ là biết sẽ tiến vào thời gian tuần hoàn cháu cũng thường xuyên quên hắn cần vật phẩm đặc biệt mới có thể nhớ lại quả nhiên là thế trương nguyên thanh sáng tỏ thông suốt mở ra hồng đồ lấy ra một món đạo cụ phủ bụi đã rất lâu rồi, đồng hồ điện tử. Trương Nguyên Thanh biết lực lượng tuần hoàng bảo vệ dưới đáy ao vãng sinh đến từ chỗ nào rồi. Nếu không đoán sai, chính là món đạo cụ không rõ lai lịch này trong tay hắn. Về phần nguồn gốc của đạo cụ này từ vị tồn tại nào, là nghề nghiệp gì, trong lòng của hắn cũng có suy đoán nhất định. Thuộc tính đồng hồ điện tử đều là dấu chấm hỏi, phù hợp đặc tính không thể biết. Kết hợp với loa Miêu Vương lộ ra tin tức có tồn tại vô thượng trợ giúp này, cùng tin tức hắn nói chuyện với Hạo Thiên Thượng Đế lấy được, Trương Nguyên Thanh hoài nghi, vị tồn tại vô thượng kia trợ giúp Ma Quân, chính là Hạo Thiên Thượng Đế. Tuần Hoàng có thể ảnh hưởng bán thần, tất nhiên là lực lượng cấp thần linh. Tồn tại vô thượng của nghề nghiệp thủ tự, không phải chỉ còn lại một vị Hạo Thiên Thượng Đế sao? Hơn nữa, Tuần Hoàng tương tự quy tắc, thời gian của hắn, tương tự với miêu tả, không thể biết đồng hồ điện tử là mấy bấm giờ tượng trưng cho thời gian khi mình từ trong ban thưởng thể nhân vật một lần nữa đạt được cái đồng hồ điện tử này bức tuần hoàn hẳn là xuất hiện phàm là ai chạm tới đầu mối tương quan mình chính là ma quân đều sẽ lâm vào tuần hoàn đây là một lớp bảo hiểm hạo thiên thượng đế thực hiện cho mình nếu như mình mất đi mảnh vỡ thái dương bổn nguyên phù hộ linh thác và thái nhất môn chủ nhất định có thể thăm dò ra chân thân của mình lúc này sự tồn tại của đồng hồ điện tử liền có thể bảo vệ bí mật mình là ma quân chỉ có như vậy trong trận chiến tranh đoạt thái dương bổn nguyên hắn có thể bất ngờ giáng lâm phó bản đánh thức tàn hồn trong thái dương bổn nguyên trở thành thái dương chi chủ nếu không hắn sớm đã bị tinh thần chi chủ và thái âm chi chủ xử lý căn bản không chịu được đến lúc phó bản thái dương mở ra mà sở dĩ sẽ giải trừ là bởi vì mình trở thành thái dương chi chủ có được lực lượng tịnh hóa tất cả quy tắc tuần hoàng trên người bị tịnh hóa bởi vậy lão tổ tạ gia tạ tô cùng mình mới một lần nữa nhớ lại phân thân dưới đáy ao vãng sinh của phó bản ti mệnh cung. Về phần tại sao ma quân sẽ quên hạo thiên thượng đế, cùng mình trở thành thái dương chi chủ, quên ký ức thời kỳ ma quân từng tiếp xúc hạo thiên thượng đế, nhưng nguyên thủy thiên tôn lại nhớ kỹ cuộc nói chuyện với hạo thiên thượng đế. Trương Nguyên Thanh cho rằng, điều sau là hạo thiên thượng đế cố ý gây nên, để mình nhớ kỹ cuộc nói chuyện bên trong thế giới hỗn độn. Hạo Thiên Thượng Đế biết Thái Dương Bổn Nguyên có tàn khuyết, biết tà thần sẽ liều lĩnh xâm lớn linh cảnh mà hắn nhất định phải toàn lực ứng phó không rảnh đáp lại triệu hoáng cho nên để nguyên thủy thiên tôn bảo lưu lại đoạn ký ức kia trong thế giới hỗn độn nếu như ngay cả đoạn ký ức kia cũng quên trương nguyên thanh căn bản sẽ không liên tưởng đến đồng hồ điện tử mình có thể tịnh hóa bút của đồng hồ điện tử lại không thể nhớ lại tin tức lúc ma quân tiếp xúc hạo thiên thượng đế nói rõ vị cách của đồng hồ điện tử ở cấp độ bán thần không cách nào áp chế thái dương chi chủ không trọn vẹn đạo cụ cấp độ bán thần cho dù là loại nhân quả cũng chưa chắc có thể thay đổi thế cục huống chi mình bây giờ còn không biết làm sao sử dụng nó nghĩ tới đây trương nguyên thanh đã có chủ ý đó chính là mở ra kho báu vũ hóa tiên môn hắn biết trong kho báu nhất định có manh mối tương quan lý do rất đơn giản hắn đã quên trong kho báu có cái gì lãng quên chính là thể hiện lực lượng quy tắc của hạo thiên thượng đế mà bước đầu tiên mở ra kho báu chính là gặp người tình trước kia một lần cuối cùng vẫn là không tránh được nha trương nguyên thanh nói thầm sáu khối mảnh vỡ chìa khóa của ma quân một khối trong tay đằng nhi một khối trong tay âm cơ một khối ở trên thân anh binh một khối trong tay betty hai khối khác phân biệt do oan cùng chris giữ trong đó ba mảnh vỡ chìa khóa của đằng nhi anh binh cùng betty đã bị hắn bỏ túi ba khối còn lại hắn phải lần lượt từng các người tình để đòi, Thái Dương chi chủ nghĩ thôi đã cảm thấy tê cả da đầu. Nhìn ngân giao quận chúa cuộc đời lên voi xuống chó, Trương Nguyên Thanh cười nói. Đừng sa sút tinh thần như thế nha, trước kia làm những chuyện kia đối với cô, là ma quân làm, có quan hệ gì với Nguyên Thủy Thiên Tôn tôi? Không cần bởi vì ma quân ảnh hưởng giao tình của hai ta. Ngân giao quận chúa liếc hắn một cái, căm hận dơ cái loa nhỏ, đời này tôi cũng sẽ không phục sinh. Loa miêu vương thừa cơ phát ra phối nhạc. Người thương hại ta, cười một tiếng mà bỏ qua. Kinh thành Trong tứ hợp viện của tôn trưởng lão, một vệt hào quang vàng ống từ không trung rơi xuống, hóa thành thái dương chi chủ lưng thẳng tắp tuấn lãng. Tôn trưởng lão nằm ở trên ghế xích đu lập tức mở mắt, lão nhìn thấy đầu tiên không phải trương nguyên thanh làn da vàng sẫm, mi tâm in mặt trời chói chang màu vàng, mà là một phần mặt trời nóng bỏng uy nghiêm, mênh mông bá đạo, điều này khiến lão theo bản năng run rẩy kính sợ cũng sinh ra một phần thần phục phát ra từ trong lòng sau đó vần mặt trời màu vàng kia biến mất lộ ra nguyên thủy thiên tôn bề ngoài dị hóa tôn trưởng lão từ trên ghế xích đu bật dậy không tự chủ không lưng không dám thẳng lưng kinh nghi bất định nói nguyên thủy thiên tôn cậu đây là cảm giác áp bách đại trưởng lão xích nhật hình quang cũng chưa từng cho lão trương nguyên thanh khẽ gật đầu Tôi đã thành Thái Dương chi chủ. Câu nói này tựa như một tiếng sét, nổ vang bên tai Tôn trưởng lão, mang đến cơn bão tâm linh như núi lở biển gầm. Hoang đường. Không hợp thói thường. Ở trong lòng tất cả mọi người, Thái Dương chi chủ chỉ có thể sinh ra ở giữa Tinh Thần chi chủ cùng Thái Âm chi chủ, mà bọn họ đối với môn chủ của mình có được lòng tin mãnh liệt. Trong lúc đó nói cho lão biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành ngựa ô hàng năm, trở thành Thái Dương trong lòng tôn trưởng lão là không thể nào tiếp nhận được thân thể cũng không cách nào tiếp nhận cho nên lão ngây dại nhưng hiện thực khiến lão tôn không thể không tin nếu không phải thái dương chi chủ sao có thể hình thành áp chế kinh khủng như vậy đối với lão thân là thần nhật du nghề nghiệp này lão là có cảm ứng đối với thái dương bổn nguyên trương nguyên thanh không để ý tới tôn trưởng lão đờ đẫn nhìn về phía sắc trời dần dần sáng phát ra thanh âm to lớn trùng điệp tất cả thần nhật du tới triệu bái Thái Dương chi chủ. Thanh âm tựa như có một loại ma lực nào đó, theo ánh nắng màu vàng nhanh chóng truyền bá, tiến vào bên tai đám người đặc biệt. Một giây sau, từng đạo hào quang vàng ống từ nơi xa lướt đến, hạ xuống bên trong tứ hợp viện. Ở trong đó có đại trưởng lão xếp nhật hình quan bối phận cao nhất, thực lực mạnh nhất, có triệu trưởng lão cùng thời đại, có hồng anh trưởng lão thế hệ trẻ tuổi, cũng có ngôi sao mới phong đô quỷ vương cùng âm cơ. Tổng cộng 13 người các trưởng lão thái nhất môn vừa mới hạ xuống trong mắt liền hiện ra một phần mặt trời chói chang màu vàng mênh môn uy nghiêm trong nháy mắt bọn họ cảm giác thân thể cùng linh hồn từ trong tới ngoài được rửa tội một lần trong nháy mắt bọn họ không còn kinh ngạc không còn hoài nghi từ trong kính sợ cùng thần phục phát ra từ trong lòng xác nhận người trước mắt chính là thái dương chi chủ đứng đầu nhật chi thần lực hắn là nguyên thủy thiên tôn một khắc này các trưởng lão thái nhất môn, trong lòng lóe lên rung động, mờ mịt cùng nghi hoặc giống với tôn trưởng lão. Cũng ý thức được, trận chiến tranh đoạt thái dương bổn nguyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ánh mắt trương nguyên thanh dừng lại mấy giây trên người âm cơ, chậm rãi nói. Nói cho mọi người, trận chiến tranh đoạt thái dương bổn nguyên đã kết thúc, linh thác ngã xuống, tinh thần chi chủ đầu nhập vào trận doanh tà ác, nắm giữ hai đại bổn nguyên tinh thần, thái âm, tôi chính là thái dương chi chủ, mấy ngày nữa, tôi sẽ cùng tinh thần chi chủ quyết một trận sinh tử thế giới tồn vong chỉ xem kết quả của cuộc chiến này trưởng lão thái nhất môn đứng yên như tượng gỗ đã mất đi tất cả biểu cảm bọn họ dùng trọn vẹn nửa phút mới tiêu hóa hết tin tức nguyên thủy thiên tôn lộ ra vẫn không thể nào tiếp nhận được sự thật môn chủ phản bội thủ tự đầu nhập vào trận doanh tà ác cũng có loại cảm giác mờ mịt cùng thống khổ tam quan phá vỡ phong đô quỷ vương trẻ tuổi nóng tính tiến lên một bước nhìn chằm chằm hắn cậu có chứng cứ gì cậu nói cái gì chúng ta liền tin cái đó khi nói câu này hắn cố nén tâm lý e sợ cùng thần phục dựa hết vào một bầu khí phách chèo chống thái nhất môn chủ là tín ngưỡng cùng lãnh tụ trong lòng các môn đồ muốn để hắn thừa nhận môn chủ phản bội thủ tự tuyệt không phải dăm ba câu có thể làm được trương nguyên thanh chậm rãi nói phong lô song thần đã thức tỉnh dạ hoàng kia đã đi đâu phong đô quỷ vương sững sờ không rõ hắn hỏi như vậy ngụ ý ở đâu. Trương Nguyên Thanh thở dài nói. Dạ hoàng vụn trộn tiến vào phó bản Thái Dương, chính là tinh thần chi chủ ở thời khắc mấu chốt, triệu hồi ra dạ hoàng, kéo bán thần của trận doanh thủ tự vào trong ngủ say vĩnh viễn không thể tỉnh lại, bây giờ bán thần thủ tự còn có thể tự do hoạt động, chỉ có hư không, lão tổ tông tạ gia, mỹ thần cùng tôi. Ở đây đều là người thông minh, lập tức hiểu ý tứ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phong lôi song thần thức tỉnh, ý nghĩa dạ hoàng đã tỉnh lại mà tinh thần chi chủ tính toán tường tận chuyện thiên hạ nhất định biết việc này dạ hoàng có thể kéo bán thần thủ tự rơi vào trạng thái ngủ say chỉ có thể nói rõ hoặc là tinh thần chi chủ không cảnh báo hoặc tinh thần chi chủ chủ đạo tất cả cái này nhưng nguyên thủy thiên tôn nói bán thần thủ tự rơi vào trạng thái ngủ say liền nhất định là thật mặc dù thẳng đến trước mắt các bán thần thủ tự quả thực chưa từng xuất hiện trương nguyên thanh nhìn mọi người gương mặt uy nghiêm lộ ra vẻ thương hại. Người khổng lồ bằng lòng hướng tới sâu kiến giải thích, đã là thương hại cùng ban ân lớn nhất, các người là cao tầng của trận doanh thủ tự, có quyền biết sự thật, chỉ thế thôi. Mọi người nhất thời yên lặng. Đại trưởng lão xích nhật hình quan im lặng mấy giây, không người nói. Thái Dương chi chủ vĩ đại, chúng tôi bằng lòng nguyện trung thành với ngài, ngài có gì phân phó? Thái độ của xích nhật hình quan khiến các trưởng lão thái nhất môn trầm mặt, cũng cúi đầu sụp mắt. công trưởng lão cúi đầu, trong lòng sinh ra một suy nghĩ bi thương không gì sánh được. nguyên thủy thiên tôn lúc trước bị mình vứt bỏ như giày rách, cuối cùng thành thái dương chi chủ, phải lưu tiếng xấu muôn đời rồi. lui ra. trương nguyên thanh như là quân vương uy nghiêm, ra lệnh, âm cơ lưu lại. đám người xích nhật hình quang lần lượt hóa thành hào quang vàng ống chạy đi. phong đô quỷ vương nhìn cô gái trong lòng ngưỡng mộ cuối cùng lựa chọn phục tùng mệnh lệnh của Thái Dương chi chủ. Cuối cùng chỉ còn lại Âm Cơ và lão Tôn. Trương Nguyên thanh liếc lão Tôn không biết điều một cái, ông không đi là chờ bị tịnh hóa sao? Lão Tôn hồ đồ xám xịt bỏ chạy. Âm Cơ khuôn mặt mang lộ mỏng màu đen, đôi mắt đẹp long lanh sáng tỏ đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn, dịu dàng cảm khái. Không ngờ, người cuối cùng trở thành Thái Dương chi chủ lại là cậu. Cô không khỏi nghĩ đến tình lang của mình gã đàn ông phụ lòng này nhớ đêm mong kia linh thác tinh thần chi chủ cùng ma quân đều từng có chí trở thành thái dương chi chủ cũng không ngờ cuối cùng người trở thành thái dương chi chủ là con ngựa ô năm ngoái toát ra là nguyên thủy thiên tôn thế sự vô thường khiến người ta thổn thức ánh mắt trương nguyên thanh xuyên thấu lộ mỏng nhìn gương mặt dịu dàng tuyệt đẹp kia ngũ quan từng cái kinh diễm tổ hợp lại có một loại dịu dàng của chị gái nhà bên là loại dịu dàng bạn phạm sai lầm làm mình làm mẩy, cô ấy đều sẽ trấn an bạn, bao dung bạn. Lúc này lại nhìn gương mặt này, tâm cảnh hoàn toàn khác biệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn gương mặt này, sẽ có hảo cảm mãnh liệt, loại hảo cảm kia bắt nguồn từ rung động, tình người ma chưa dứt. Bây giờ lại nhìn gương mặt này, là cảm động tới tận chân trời bỗng nhiên quay đầu, người mình yêu vẫn như cũ ở nơi ánh đèn rã rời. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, cho tôi mảnh vỡ bản đồ kho báu ma quân. Âm Cơ không từ chối, không mâu thuẫn, mở ra hòm đồ, đưa qua một mảnh ngọc trắng như mỡ dê. Mảnh ngọc có hình quạt, mặt ngoài có từng điểm lõm nhỏ, như là sao dày đặc. Lúc đưa lên mảnh vỡ chìa khóa, Âm Cơ không tự giác tránh đi ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, luôn cảm thấy ánh mắt người bạn này có chút nóng bỏng, mang theo cảm xúc khác thường. Điều này khiến cô có chút bối rối cùng sợ hãi. Quả nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở lúc tiếp nhận mảnh vỡ chìa khóa, nắm tay của cô Âm cơ theo bản năng rút tay về, nhưng không thể thành công, bối rối trong mắt cô lập tức sâu sắc thêm, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng khẩn cầu. Trương Nguyên Thanh thở dài, dùng giọng khàn khàn tạp âm chỉ ma quân có, nói Âm cơ tỷ tỷ là tôi. Nói xong câu đó, Trương Nguyên Thanh cảm giác được rõ ràng âm cơ toàn thân cứng ngắc. Khuôn mặt của cô trước hết nhất hiện ra không phải rung động, không phải vui sướng, mà là ngốc trệ, mà là ngây dại. Qua một hai giây, trong con ngươi hiền hòa long lanh mới hiện lên cực độ xấu hổ giận dữ cùng tức giận, gương mặt xinh đẹp trắng nõn theo đó đỏ lên. Ở trong mắt cô, Nguyên Thủy Thiên Tôn là đùa giỡn trần trụi. Cô vừa rồi đã cảm thấy ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn mình không thích hợp, bây giờ cố ý bắt chước giọng điệu ma quân gọi cô như vậy, là trần trụi, là đùa giỡn vũ nhục người ta. Thật ra trước kia cô cũng cảm giác được Nguyên Thủy Thiên Tôn có hảo cảm đối với mình, nhưng tương đối khắc chế, mà xem như người đẹp thanh danh lan xa của Thái Nhất Môn, thanh niên tuấn ngạn có hảo cảm đối với mình không phải số ít. Bởi vậy, âm cơ không để ở trong lòng, chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn không làm ra hành vi quá kích, ví dụ thổ lộ, cô có thể coi như không thấy. So sánh với những ông bướng kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn ít nhất không khiến cô phản cảm, mong muốn trở thành bạn bè. Nào có thể ngờ, hắn sau khi trở thành Thái Dương Chi Chủ, lại không giả bộ không diễn nữa, lấy ma quân để đùa giỡn cô, đã vũ nhục ma quân, cũng vũ nhục cô. Âm cơ hít sâu một hơi, đè xuống cảm xúc nổi giận, đôi mắt động sương lạnh lùng, nói. Cậu bây giờ là Thái Dương Chi Chủ, là bán thần cường thế nhất, cậu nếu muốn tôi, tôi chỉ có thể khuất phục, tự sát cũng không có ích gì, vẫn như cũ sẽ bị luyện thành linh phó, âm thi, nhưng cậu không có khả năng lấy ma quân để nhục nhã tôi, càng không thể nhục nhã hắn, cậu biết rõ quan hệ của hắn với tôi. Âm cơ là tính cách ngoài mềm trong cứng, sau khi ma quân chết, cô lấy lụa đen che mặt, từ chối kết hôn, chính là lặng lẽ kháng nghị đối với sư phụ, đối với môn phái. Kỳ thật mình hoàn toàn có thể giả chết, không thừa nhận mình là ma quân, các bán thần tà ác cũng sẽ không nhảy ra vạch trần mình. Trương Nguyên Thanh đột nhiên thầm nghĩ. Người tình của ma quân sớm đã tiếp nhận sự thật ma quân đã chết, hắn yên lặng giả chết, sự tình liền che giấu được. Đổi thành trước kia, trương nguyên thanh sẽ im lặng lướt qua nợ tình nhưng sau khi dung hợp thái dương bổn nguyên tính cách của hắn ít nhiều chịu ảnh hưởng tự mang uy nghiêm đường đường chính chính thái dương là biểu tượng của trật tự cùng uy nghiêm trên thế giới bất cứ vật gì đều sẽ bị che lấp chỉ có thái dương vĩnh hằng bất biến phát ra hào quang bất cứ lực lượng nào cũng không thể che chắn cho nên trương nguyên thanh chưa bao giờ nghĩ tới che giấu thân phận ma quân trương nguyên thanh chăm chú nhìn cô thở dài tôi có loa miêu vương ma quân lưu lại, bắt chước ma quân nói chuyện rất bình thường, nhưng có một số chi tiết, loa miêu vương sẽ không ghi chép hết. Dừng một chút, hắn nhẹ nhàng nói ra. Chúng ta lần đầu tiên gặp nhau là ở Kinh Thành, khi đó tôi tiếp nhiệm vụ của phán quan mắt quỷ, ám sát thần dạ du của Thái Nhất Môn, thần dạ du bị tôi giết tên Hạ Nhật Hữu Thanh, là nhân tài mới nổi tư chất không tệ. Khi đó chị đã là thánh giả cấp 5, Thái Nhất Môn phái chị điều tra việc này chị dùng thời gian nửa năm khóa chặt tôi đuổi giết tôi tôi mỗi lần đều có thể ở trong chị bao vây chặn đánh chạy thoát chị mới đầu cực kỳ căm hận đối với tôi bởi vì tôi là kẻ sa ngã lại háo sắc như mạng mấy lần giao thủ với chị đều ưa thích dùng lời lẽ bẩn thỉu chọc giận chị vừa lúc chị chán ghét nhất loại người đó chúng ta thật sự sinh ra ràng buộc là ở phó bản bất dạ cung đời tống chúng ta ghép đến cùng một phó bản ở nơi đó chúng ta là đồng đội trong nửa năm tôi sang bằng trên lệch đẳng cấp giữa chúng ta. Xuất phát từ đại cục, chị chưa lựa chọn sinh tử đối mặt với tôi, âm thầm phòng bị, tôi đoán chắc tính cách của chị, cố ý nói chút lời vớ vẫn thấp kém đùa dẫn chị, khi đó tôi rất có hảo cảm đối với chị, ừm, chuẩn xác mà nói, là ngấp nghé sắc đẹp của chị, muốn ngủ với chị. Trong phó bản lần đó, tôi tỏa sáng rực rỡ, cứu được chị hai lần. Chị ngoài miệng nói ân là ân, ác là ác, sẽ không bởi vì tôi ân cứu mạng đối với chị, liền nhân từ nương tay, muốn vì thủ tự diệt trừ tôi kẻ sa ngã này, nhưng thật ra, từ đó về sau, chị đuổi giết với tôi dần dần trở nên qua loa. Về sau nữa, phán quan mắt quỷ thấy đẳng cấp của tôi từ từ đuổi kịp chị, thế là chế định kế hoạch săn giết nhằm vào chị, hắn ép buộc tôi lấy bản thân làm mồi nhữ, dẫn chị vào bẫy rập, khi đó phục kích chị có 6 người, ai cũng là thánh giả. Tôi không dám vi phạm mệnh lệnh của phán quan mắt quỷ, quyết định giết chết chị, Tôi lặp đi lặp lại ở trong lòng nói với mình, một nữ nhân thôi, thế gian mỹ nữ vô số kể, sao phải vì cô ấy đặt bản thân vào hiểm cảnh. Trong trận chiến ấy, tôi thiếu chút nữa chết bởi đồng bạn phản công, chị là mang theo tôi thoát đi, chị an trí tôi trong một căn phòng an toàn, chị hỏi tôi tại sao muốn cứu chị, tại sao muốn phản bội phán quan mắt quỷ, thân là kẻ sa ngã, phản bội phán quan mắt quỷ, nhất định sống không bằng chết. Trương Nguyên Thanh nhìn âm cơ sương lạnh trong mắt từng bước hòa tan. Trung động cùng kích động hiện lên khuôn mặt, cười nói: "Câu trả lời của tôi là, trong mắt chị, tôi mặc dù là kẻ thối nát đáng bầm thay vạn đoạn, nhưng trước khi bị chén thánh sa ngã ô nhiễm, tôi đã từng là người tốt." Âm cơ run rẩy giơ tay lên, khẽ vuốt gương mặt nguyên thủy thiên tôn, ánh sáng hư ảo lấp lóe cô lại nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi tầm thường, hai đầu lông mày ngưng động trang thương kia. Trong chốc lát, nước mắt cô rơi như mưa. Cô vẫn tin người trước mắt chính là Ma quân chính là tình lang mình nhớ mãi không quên, đến chết cũng không đổi. Những chuyện cũ này, không phải bản thân ma quân, tuyệt đối không nói ra được. Lưu luyến không rời nhìn một lát, âm cơ xóa đi huyễn thuật, nhìn chăm chú khuôn mặt nguyên thủy thiên tôn, nức nở nói. Đây mới là bộ dáng thật sự của cậu. Cô biết ma quân năm đó đeo những dịch dung, biết khuôn mặt nhớ mãi không quên kia cũng không phải là bộ dáng chân thực của người mình yêu nhất. Nhưng cô chưa bao giờ đi thăm dò chân dung dưới mặt nạ, bởi vì cô biết đó là tôn nghiêm cùng cuộc cường sau cùng của ma quân. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, giọng nói uy nghiêm trầm thấp trở nên dịu dàng. Âm cơ tỷ tỷ, tôi trở về. Trái tim âm cơ, ở lúc này điên cuồng nhảy lên, kích động, vui sướng người mình yêu nhất mất rồi mà lại có được, gần như bao phủ cô, khiến cô khó mà hít thở. Nhưng trong lòng vẫn có mấy phần nghi hoặc, cô không thể dám tin ma quân còn sống, dù sao đây là sự thật các bán thần đều công nhận. Nhưng cô không dám hỏi, sợ chân tướng là một vở kịch, một phen nhục nhã. Cô không cách nào lại tiếp nhận một lần mất đi. Trương Nguyên Thanh tựa như nhìn thấu tâm tư của cô, nói ra: "Năm ngoái, tôi bị tinh thần chi chủ cùng thái âm chi chủ vây giết, hình thần câu diệt, nhưng tôi còn chưa hoàn toàn chết đi." Hắn mang tình huống mình phục sinh nói chi tiết cho Âm Cơ, che giấu quan hệ của mình cùng hư không bán thần, chỉ nói đó là người đầu tư. Thì ra là cậu, Âm Cơ cười. Nước mắt lại tràn mi mà ra, thì ra tôi sớm đã nhìn thấy cậu, sớm đã gặp cậu. Cô khó kìm lòng nổi lao vào trong lòng Trương Nguyên Thanh. Qua thật lâu, miễn cưỡng bình ổn cảm xúc, cô nắm chặt lấy tay Tình Lang, như sợ một lần nữa mất đi, thử dò xét nói. "Cậu có nắm chắc chiến thắng tinh thần chi chủ không?" Làm hết sức mình nghe mệnh trời. Uy nghiêm trên mặt Trương Nguyên Thanh tựa như tuyên cổ bất biến âm cơ đang nghe truyện trên tv audio cv mím môi một cái những người tình kia của cậu uy nghiêm trên mặt trương nguyên thanh tựa như tuyên cổ bất biến nhưng lần này có chút hương vị gắn chống đỡ tuổi nhỏ hoang đường tôi sẽ cố sức không đi quấy rầy cố gắng cho ra bồi thường quan nhã kia âm cơ lại nói đây là điều cô để ý nhất cô là mối tình đầu của ma quân quan nhã là mối tình đầu của nguyên thủy thiên tôn trương nguyên thanh không nói gì Âm cơ liền không hỏi thêm nữa, cười cười, dịu dàng nói, tôi vị cách quá thấp, không giúp được cậu, nhưng sẽ ở kinh thành chờ cậu. Thân phận ma quân, cần giữ bí mật không? Trương Nguyên Thanh lắc đầu, tôi là ma quân, ma quân là tôi. Hắn nhìn về phía sắc trời đã tối, nói, âm cơ tỷ tỷ, tôi phải đi rồi. Thời gian không nhiều, hắn nhất định phải nhanh chóng tập hợp đủ mảnh vỡ bản đồ kho báu. Âm cơ lần nữa lao vào trong lòng hắn, vuốt ve rất dùng sức, tựa như buông tay, hắn sẽ biến mất. Nhưng lần này, cô khắc chế thời gian vừa vặn, thoát ly vòng ôm, cười gật đầu. Trương Nguyên thanh hóa thân hào quang vàng ống sông lên mây xanh. Âm Cơ nhìn qua phương hướng hắn biến mất, đứng lặng thật lâu, không chịu rời đi. Ước chừng sau 5 phút, Hồng Anh trưởng lão buông xuống tiểu viện, nhìn học trò mặt mũi tràn đầy nước mắt, trong lòng giật mình, thấp giọng thử dò xét. Hắn tìm con nói cái gì? Bà càng muốn hỏi hơn chính là hắn đã làm cái gì đối với con âm cơ vừa khóc vừa cười lão sư hắn trở về rồi hắn trở về rồi hắn trở về rồi hồng anh trưởng lão nhíu mày có ý tứ gì âm cơ nói nguyên thủy thiên tôn chính là ma quân hồng anh trưởng lão như bị sét đánh hóa đá tại chỗ tây bắc thành thị nhỏ nào đó kinh tế tục lại phía sau chợ ngoại ô rời xa trung tâm trong một biệt thự có vườn hoa bác hộ pháp vua rừng rậm của ám dạ mân cô đang ôm hai cô gái trẻ mặc bikini ở trong phòng khách rộng rãi đung đưa lắc lư trong loa phát ra âm nhạc sống động hắn khoảng 30 tuổi có bề ngoài rất tuấn tú cùng cơ thể cân đối khỏe mạnh nghề nghiệp một yêu giao cho hắn khí chất ôn hòa dù không thi triển năng lực không dựa vào tiền tài cũng có thể câu dẫn vô số cô gái chất lượng cao trong phòng khách có hai cái bàn ăn phủ vải trắng bên trên bày đầy trái cây rượu cùng thức ăn có đầu bếp không ngừng thay đổi món ăn nóng. Trong phòng khách có chín cô gái gợi cảm quần áo hở hang, các cô có đôi chân dài giống như siêu mẫu, lại có ngực siêu mẫu không có, tỷ lệ phần trăm mỡ của các cô có thể xưng hoàng mỹ, ngực bự mông cong eo nhỏ chân dài. Những cô gái này đều là thành viên ám dạ mân côi, lại đều là nghề nghiệp một yêu. Các cô lệ thuộc vào bác hộ pháp, vua rừng rậm, sau khi đại hộ pháp Sơn Hà Vĩnh Tùng tuyên bố thu mình ẩn nút, vua rừng rậm liền triệu tập chính nữ cấp dưới tư sắc tốt nhất, ở trong biệt thự triển khai party mỗi ngày mỗi tháng, khoái lạc tới chết. Vua rừng rậm là xuân thần loại hình gây giống, đối với giao phối, sinh sôi có sự khát vọng theo bản năng, nhưng phương thức sinh sôi truyền thống quá buồn tẻ, thế là hắn tham khảo, sáng tạo rất nhiều phương thức sinh sôi mới. Ví dụ, bàn xoay đoạt bảo, chính nữ một yêu làm thành một vòng, bàn xoay quay tới ai, vua rừng rậm liền ở sau lưng người đó cày cấy, vị một yêu nào có thể làm vua rừng rậm rung rẩy trên người mình liền ban thưởng một phần tài liệu linh tính hoặc tiền tài đồng giá lại ví dụ quả vải tranh đoạt chiến trồng hút nước thỏ không có ba hang các loại không thể nói tỉ mỉ sau khi điên cuồng nhảy nhót nửa giờ vua rừng rậm cầm lấy điều khiển từ xa đổi âm nhạc cực kỳ sống động thành tiếng đàn dương cầm nhu hòa dự định triệu tập các cô gái chơi game đột nhiên chính nữ cấp dưới nhắm đôi mắt lại liên tiếp ngã xuống đất rơi vào trạng thái ngủ say. Con mắt vua rừng rậm bỗng nhiên hiện lên ánh sáng sắc bén, đổi thành trạng thái chiến đấu, chậu hoa bày ở phòng khách điên cùng sinh trưởng, tựa như sống lại. Ngoài sân ba con hớt kỳ, đại sảnh hai con mèo ly hoa đồng thời đứng lên, con người lấp lóe ánh sáng âm u, trăng nanh cùng móng vuốt tăng trưởng, cơ bắp bên dưới da lông nổi lên. Làm xuân thần, bên người vĩnh viễn không thiếu thú sủng chiến lực cao trong thân thể một nữ một yêu nào đó ngủ say chui ra bóng người đội mũ lưỡi trai cùng đeo khẩu trang ánh mắt dưới vành nón trong âm trầm ẩn chứa điên cuồng nhìn thấy người này cảm xúc cảnh giác của vua rừng rậm giảm bớt nhíu mày thuần dương trưởng giáo ngươi đến chỗ của ta làm cái gì ngươi làm sao tìm được ta thuần dương trưởng giáo giọng khàn khàn cười nói lẫn trước lúc gặp mặt Do một hạt giống ở trong linh hồn ngươi chật phản ứng đừng khoa trương như vậy ta ở linh hồn mỗi một hộ pháp ám dạ mân côi đều gieo hạt giống, ngoại trừ ba gã thần nhật du kia. Dừng một chút, hắn nói ngay vào điểm chính. Ta không liên lạc được Sơn Hà Vĩnh Tồn, chỉ có thể đến tìm ngươi. Vua rừng rậm nghe vậy, trong lòng khẽ buông lỏng, trả lời, đại hộ pháp hạ lệnh ám dạ mân côi toàn thể ẩn núp, chưa đạt được hắn cho phép, không được ra ngoài, không được tiến hành tất cả nhiệm vụ. Thuần Dương trưởng giáo nhíu nhíu mày, vì sao? hắn chỉ có liên lạc với ám giả dạ mân côi, tin tức tương đối bế tắc. Vô rừng rậm lộ ra vẻ kính sợ, chiến tranh tranh đoạt Thái Dương bổn nguyên đã mở ra. Thái âm chi chủ và tinh thần chi chủ đang tranh đoạt Thái Dương bổn nguyên. Trong lòng thuần dương trưởng giáo dân lên lửa giận cùng ghen ghét ngập trời, làm một tên điên, từng làm kim ô, hắn đối với Thái Dương bổn nguyên có khát vọng cùng giả tâm mãnh liệt. Thuần dương trưởng giáo lập tức xoa dịu cảm xúc điên cuồng, nói Liên hệ Sơn Hà Vĩnh Tồn, ta có tình báo quan trọng liên quan tới nguyên thủy thiên tôn kinh thành tổng bộ ngũ hành minh hội nghị tầng cao nhất trương nguyên thanh mi tâm in mặt trời chói chang màu vàng đoan chính ngồi ở trên bàn hội nghị nhìn từng hình chiếu 3 d buông xuống hắn nhìn quét cửu lão vẻ mặt khác nhau mỉm cười nói các người nói tôi nên bắt đầu thanh toán từ ai đây một câu hời hợt của thái dương chi chủ khiến không khí của phòng họp lâm vào điểm đóng băng cửu lão nhìn nhau phát hiện vẻ mặt của nhau cứng ngắc, cảm xúc thấp thỏm lo âu lên men ở trong lòng. Bọn họ đã từ chỗ thiên phạt biết được Thái Dương Chi Chủ đã sinh ra, cũng buông xuống hiện thực, đánh thức lý trí của phong lôi song thần. Mà vị Thái Dương Chi Chủ mới tấn thăng này, chính là con rơi của ngũ hành minh, nguyên thủy thiên tôn. Xét giữa trời quan. Chỉ có bốn chữ này, mới có thể hình dung tâm tình khi bọn họ nghe được tin tức. Trình độ chấn động, có thể so với một con chó được chọn làm tổng thống liên bang tự do. Người trẻ tuổi bị bọn họ ghét bỏ cá tính tùy tiện, khó khống chế kia, cuối cùng từng bước một bước lên vị cách trí cao, trở thành bán thần cường thế nhất đương thời. Linh Thác chưa đạt được Thái Dương bổn nguyên, đối với thủ tự mà nói, đây là chuyện tốt phấn chấn lòng người, nhưng người trở thành Thái Dương chi chủ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đối với cửu lão bọn họ mà nói, cũng có chút kinh hồn tán đảm bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều từng chèn ép vị thiên kiêu gây đau đầu này cùng phóng túng ngầm đồng ý đối với hành vi của thái cầm hạt thấy đám người cửu lão vẻ mặt cứng ngắc gương mặt bi nghiêm của trương nguyên thanh lộ ra một nụ cười đừng khẩn trương như vậy tôi không bụng dạ hẹp hòi như vậy chuyện quá khứ đã qua rồi hôm nay triệu tập các người có hai chuyện muốn công bố một là tranh đoạt thái dương bổn nguyên đã kết thúc nhưng thủ tự cũng chưa thắng lợi các người hẳn là biết bán thần thủ tự chưa hề quay về đại trưởng lão đế hồng thở vào một hơi mong ngài nói cho biết thiên phạt chỉ là truyền tin tức của thái dương chi chủ chưa đề cập tình huống bên trong phó bản thái dương trương nguyên thanh nói tinh thần chi chủ phản bội thủ tự hắn sớm đã cấu kết với trận doanh tà ác ở trong tranh đoạt thái dương bổn nguyên triệu hoáng dạ hoàng kéo năm vị minh chủ cùng một đám bán thần thủ tự vào ngủ say bán thần trận doanh thủ tự chỉ còn hư không mỹ thần lão tổ tạ gia cùng tôi sau đây không lâu tinh thần chi chủ cùng tôi sẽ ở trong linh cảnh tiến hành quyết đấu sau cùng đến lúc đó sẽ quyết định vận mệnh thế giới nói đến đây hắn dừng lại cho đám người cửu lão thời gian tiêu hóa quả nhiên vẻ mặt đám người cửu lão mắt thường có thể thấy biến hóa ánh mắt bị cảm xúc kinh ngạc rung động bối rối lấp đẩy cách mười mấy giây đại trưởng lão xích hỏa ban trầm giọng nói tôi không tin tinh thần chi chủ không có lý do gì phản bội trận doanh thủ tự nếu như hắn là kẻ sa ngã năm vị minh chủ không có khả năng không phát hiện được cho dù khương ban chủ không phát hiện được bốn vị minh chủ khác cũng có thể nhìn ra mánh khóe ít nhất nguyên soái không có khả năng nhìn không ra kiếm các trưởng lão kẻ gật đầu cho dù tinh thần chi chủ năng lực bố cục thiên hạ vô song nguyên soái cũng sẽ không luôn bị mơ mơ màng màng động sát thuật của phó thanh huyên sớm đã có lực lượng quy tắc không ai có thể tiếp nhận chân tướng như vậy trương nguyên thanh thản nhiên nói tinh thần chi chủ không phải kẻ sa ngã hắn chỉ là đồng ý lý niệm của trận doanh tà ác cho rằng hủy diệt mới là trật tự bệ hạ cớ gì phản quốc đám người cửu lão một lần nữa nhìn nhau chịu rung động rất lớn trương nguyên thanh tiếp tục nói vũ trụ vạn vật sinh ra đã có hai mặt âm dương có sinh liền có tử điểm cuối của vũ trụ là hủy diệt đây là trật tự hắn công nhận. Nguyên do cùng huyền bí trong đó, liên quan đến nhật nguyệt tinh cùng chân tướng linh cảnh, lấy cấp độ của các người, không có tư cách biết được. Cho dù là tôi, cũng không thể nói hắn là sai. Chỉ là, hắn nếu thắng, địa cầu liền sẽ bị hủy diệt, đây là điều tôi không thể chịu đựng, cho nên, chỉ có thể mời hắn chịu chết. Đám người cửu lão chăm chú nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, từ đó cảm nhận được công chính mênh mông uy nghiêm, không tự giác mà tin tưởng hắn đây là sức thuyết phục thái dương bổn nguyên tự mang trương nguyên thanh nói tác dụng còn sót lại của các người là mang chân tướng thế giới sắp hủy diệt nói cho chính phủ làm tốt chuẩn bị duy trì ổn định tôi lo lắng trận doanh tà ác phát tán tin tức tận thế chế tạo khủng hoảng dẫn phát xã hội náo động đám người cửu lão vẻ mặt ngưng trọng gật đầu trương nguyên thanh đột nhiên nhếch miệng chuyện thứ hai tôi muốn mượn dùng đạo cụ loại quy tắc của các vị thế giới sắp hủy diệt làm chúa tể đỉnh phong của thủ tự làm người cầm quyền phía quan phương các người nên làm ra cống hiến cho hòa bình thế giới nói trước đây không phải tính sổ mà là tụ lại tài nguyên cùng thực lực liều chết đánh cược một lần với trận doanh tà ác cũng là vì nhân loại cùng trật tự nếu ai không đồng ý vậy chính là kẻ sa ngã tôi sẽ lấy thân phận thái dương chi chủ tịnh hóa người đó trong lòng cửu lão trầm xuống, biết trả thù nên tới vẫn là tới, chung quy là không tránh được. Vị Thái Dương chi chủ mới tấn thăng này, tính cách quá khích thì quá khích, thủ đoạn không kém hơn Phó Thanh Dương, hoặc là nói, là Phó Thanh Dương dạy tốt. Kiếm các trưởng lão xem xét thời thế, thở dài nói. Đây là chuyện đương nhiên. Tôi bằng lòng vì nhân loại cùng trật tự, làm ra cống hiến. Từ góc độ lý trí suy nghĩ, tình thế phát triển đến nay, Bọn họ tác dụng thật ra không lớn, Thái Dương chi chủ chiến bại, nhân loại diệt vong, Thái Dương chi chủ thắng lợi, nhân loại sống. Có bọn họ hay không, không quan hệ đại cục. Đã không quan hệ đại cục, Thái Dương chi chủ nhất định dám hạ sát thủ. Từ tình cảm cá nhân mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn dám lấy thân thánh giả chém giết Thái Cầm hạt, bây giờ càng sẽ không nhân từ nương tay. Có kiếm các trưởng lão tỏ thái độ, tám vị trưởng lão còn lại chỉ có thể cúi đầu bất đắc dĩ biểu thị sẽ giao ra đạo cụ loại quy tắc cấp chính cam đoan địa vị cùng quyền lực bản thân. Trương Nguyên Thanh hài lòng gật đầu, cuối cùng nhìn về phía diệu trưởng lão, mỉm cười nói. Quên nói cho các vị một chuyện nhỏ, tôi, chính là ma quân. Vừa dứt lời, đàn rắn trên đầu diệu trưởng lão cùng nhau rít lên, từng cái đầu vương ra, rễ cây dưới áo bào tăng vọt, cùng loạn vặn vẹo, như là mất khống chế. Một giây sau, hắn biến mất trong chùm sáng hình chiếu trong phòng họp tám trưởng lão đã mất đi vẻ mặt sức chấn động của tin tức này không thua gì thái nhất môn chủ phản bội thủ tự nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha